năm hiểu lầm khiến con học tiếng Anh muôn đời không tiến bộ. Hiểu lầm 1, chỉ tập trung vào kết quả. Tiếng Anh là hành trình học tập trọn đời. Áp lực kết quả có thể sẽ khiến con xem tiếng Anh như một môn học thuộc lòng, dẫn đến con sẽ bị hạn chế khi áp dụng tiếng Anh vào thực tế. Hiểu lầm 2, chỉ tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ mà bỏ qua các kỹ năng khác. Trong tương lai, con sẽ sử dụng tiếng Anh như một công cụ trong cuộc sống và công việc. Vậy nên con cần được tìm hiểu về văn hóa cũng như là các kỹ năng khác qua tiếng Anh, ví dụ như giao tiếp, tư duy phản biện, thuyết trình và nhiều kỹ năng khác. Hiểu lầm thứ 3, tự giới hạn bản thân vào một phương pháp học. Lý do là mỗi phương thức học sẽ có những ưu điểm và hạn chế riêng. Được tiếp cận với các loại hình học tập đa dạng, con sẽ hứng thú và chịu khó tương tác hơn. Hiểu lầm 4, quá chú tâm vào việc phạm sai lầm, mắc lỗi và học từ lỗi sai chính là bản chất của học tập. Trẻ cần được mắc lỗi để tiến bộ. Và cuối cùng là hiểu lầm 5, giáo viên bản xứ mới tốt. Không phải là người nước ngoài nào nói tiếng Anh cũng có thể dạy tiếng Anh. Ngoài trình độ ngôn ngữ, giáo viên còn phải có trình độ sư phạm quốc tế, tâm huyết và khả năng truyền cảm hứng cho con nữa. Tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là tư duy, nhận thức và cách vận dụng các kỹ năng vào cuộc sống. Đây là giá trị thực tiễn của giáo dục mà bố mẹ chỉ có thể tìm thấy ở Abolo English.